ngày đêm trần trọng không được phép hủy hoại cuộc đời mình như thế. Và bây giờ thì còn có mỗi một cách là làm lại cuộc đời, đối diện với sự thật. Đó là gì? Đó là phải lao động bằng đôi bàn tay và khối óc. Khi xin việc cũng khó, nhưng mà vô tình anh em gặp nhau thì anh bảo tôi là làm cùng với anh, đi theo anh mấy năm nay rồi. Dạ, của anh Trần Văn Sùng thì là một thanh niên mà trước đây cũng có cái lầm lỗi. Thì sau khi chấp hành đã cảm phạt trở về địa phương bằng cái nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Thì anh ấy về hiện nay là một chủ doanh nghiệp, một doanh nhân thành đạt của địa phương. Thứ nhất là bàn này là các tự động, bàn chạy lên chạy xuống tự động, và cái bàn này nhá là có thể là quay 360 độ đó, nó sẽ tự động nó lùi đấy. Đấy, sau đấy là bấm nút dừng bỏ, đấy, thì nó sẽ dừng lại. Đấy, sau đấy là em cho này lên đây, đấy, và em lên cho xuống một tí nữa. Đấy, xuống một tí nữa để mình quay nó khỏi vướng đá em nha. Kia là cái đường cắt của nó, một đường thẳng là xong rồi. Đấy, em bấm đỏ này. Đấy, sau đó là bấm xanh. Ở đây là em xoay cây. Đấy, em xoay chỉnh vào một cái vị trí nhất định để cho mình cắt. Đấy, đúng không? Đây là hình ảnh quen thuộc mỗi ngày của doanh nhân Trần Văn Sùng ở xưởng sản xuất đá ốp lát thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng hạ tầng Tuấn Thành tại xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do anh làm chủ. Xưởng sản xuất cũng là nơi cưu mang những người từng lầm lỡ. Tôi vào đây từ đầu năm ngoái. Trong công ty là anh em thì anh đối xử với anh em công nhân và đặc biệt cái bản thân em là rất tốt, bản tin em có khả năng làm được trong công việc. Bản thân tôi thì cũng đã từng tù tội rồi. Đấy thì cũng muốn giúp tất cả các em muốn nó có công ăn việc làm, cho nó không bị phạm tội nữa. Sau khi mà đã hoàn lương thì trở về địa phương thì hầu như là không có đơn vị, không có công ty nào dám nhận. Đấy thì bản thân tôi thì dám nhận những con người đấy, và bằng cách là mình giáo dục dần dần, truyền đạt những cái cảm hứng, những cái tư tưởng lành mạnh để cho các em ấy có một cái chí hướng, cũng để làm một cái mục tiêu cho các em phấn đấu. Em làm cũng được 3 năm nay rồi, mức lương thu nhập thì 15 triệu, còn lúc nào vất vả quá anh lại hỗ trợ thêm, cho thêm. Làm việc thì khỏe làm, mệt anh cho nghỉ. Cái án này đi xin việc cũng khó lắm, nhưng mà cũng vô tình anh em gặp nhau thì anh bảo thôi về làm cùng với anh, đi theo anh mấy năm nay rồi. Thấu hiểu người lầm lỡ hơn ai hết, anh Sùng đem hết tất cả sự chân thành ra đối đãi với họ. Bởi chính anh cũng từng phải chịu bản án 7 năm cho tội danh buôn bán tiền giả. Cũng chính anh đã làm lại cuộc đời bằng hai bàn tay trắng. Năm 2006 thì anh Trần Văn Sùng bị bắt về hành vi lưu hành tiền giả, và sau đó thì bị Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình phạt 7 năm tù. Thì trong quá trình chấp hành án được đào tạo trong trại giam thì nghề điêu khắc đá mỹ nghệ. Năm 2009 thì anh Trần Văn Sùng chấp hành án một tù trở về địa phương và có thành lập công ty điêu khắc đá mỹ nghệ, và bản thân Trần Văn Sùng cũng tham gia mô hình doanh nhân với an ninh trật tự trên địa bàn huyện Nga Sơn. Bản thân tôi thì là đang học ở trường nông nghiệp 1, cũng vì bạn bè lôi cuốn là tham gia vào cái đường dây mua bán tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam. Bị bắt giữ thì Tòa án Nhân dân tỉnh Ninh Bình tuyên phạt là mình đầu vụ là 7 năm tù. Thời gian thi hành án là 3 năm ở trong trại giam, được hưởng sự khoan hồng của pháp luật là được 4 năm. Đến lúc ấy khoảng cỡ 3 giờ chiều tôi thấy công an về là đọc lệnh khám nhà. Mà tôi không biết gì hết, tôi chỉ ngồi xuống đây sụp xuống luôn. Nên sau khi đấy thì họ bắt giam ở nhà tù đấy thì chúng tôi cũng cứ thương con, cũng cứ ra đi thăm hỏi vậy thôi. Thì hai ông bà cũng cứ đi chạy lại vậy, tháng nào như tháng nào.
Sau 4 năm cải tạo tại trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an, Trần Văn Sùng trở về tái hòa nhập cộng đồng với hai bàn tay trắng và phải bắt đầu lại cuộc đời với rất nhiều khó khăn. Anh từng phải nhận rất nhiều cái đắc đầu khi muốn tìm một kế sinh nhai. Được đặng xá tha tù trước thời hạn, trại cho là 27.000 đi từ trại giam Ninh Khánh về Nga Sơn. Thì trở về quê hương thì thực sự là nó cũng là rất bung lung, không biết là đi đâu về đâu. Nằm trong trại thì có thể là suy nghĩ là mình đi làm cái nọ làm cái kia, nhưng ra ngoài đời thì thấy nó khó khăn, phải đi đến những công ty để xin việc, nên là cái công ty người ta cũng không nhận, nên là nó khó, lại phải trở về thì đi làm đá, đi xách hồ, buôn ba, làm ngày làm đêm, vào Nam ra Bắc để tìm kiếm việc làm thôi. Sau khi trở về đấy thì chỉ có đi vào trong, xin ra đi Hà Nội nhưng để ra nhà trường bảo lưu với bằng, nhưng mà không phải, nhưng mà cái này vào Sài Gòn xong rồi đến lúc quay về, vừa đi vừa về một tháng đấy, thì nó đầu là ra ngoài Hà Nội là mua toàn bộ mấy móc làm đá, có tiền ở đâu 10 triệu bạc này, đang cứ làm nhà nọ lấy tiền nhà kia, vậy là cứ lùng quanh lùng kéo. Không chấp nhận sống lầm lũi với quá khứ, Trần Văn Sùng đã quyết tâm phải làm lại cuộc đời để thoát nghèo và quyết chí vươn lên làm giàu. Năm 2010, sau thời gian bôn ba từ Bắc vào Nam làm công nhân, anh quyết định trở về quê hương lập nghiệp. Lúc này may mắn đến với anh tiếp cận được nguồn vốn từ mô hình doanh nhân với an ninh trật tự của công an huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đây là mô hình mà công an huyện đứng ra chủ trì, kêu gọi trách nhiệm của các doanh nhân trên địa bàn huyện xây dựng nguồn vốn, hướng dẫn cách làm ăn cho người từng lầm lỡ trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Trần Văn Sùng ở xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, từ một cái nguồn vốn rất nhỏ của cái hiệp hội doanh nhân, từ cái đề án mô hình doanh nhân với an ninh trật tự trong cái tái hòa nhập cộng đồng này, và về đã mở một cái xưởng chế tạo sản xuất đá thủ công mỹ nghệ các loại, và mở rộng thêm nữa một số hoạt động dịch vụ. Thì đến nay thì trải qua nhiều năm thì đối tượng Trần Văn Sùng trước đây, bây giờ hay gọi là doanh nhân Trần Văn Sùng, thì hàng năm anh Sùng đã giúp đỡ cho hàng chục cái trường hợp là cũng tái hòa nhập cộng đồng về để được tiếp nhận làm việc. Và số tiền 40 triệu đồng được vay từ mô hình doanh nhân và an ninh trật tự đã giúp anh Trần Văn Sùng có khoản vốn đầu tiên để bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề ốp lát với những kỹ năng anh đã được học trong thời gian cải tạo trại tạm giam. Sau khi vào Nam ra Bắc để đi tìm kiếm công việc làm thì bản thân là đã học được cái nghề đá mỹ nghệ ở trong trại giam. Thì lúc này cũng không còn con đường nào khác. Để mà phát triển được cái đá mỹ nghệ thì nó cần rất nhiều vốn. Cho nên là khả năng nó khó, cho nên là quyết định đi làm thuê. Từ làm thuê một xưởng đá đấy thì cái tiền lương của mình là mình dành dụm lại không lấy về. Tức là ấp ủ sẽ mở một cái xưởng đá nhỏ để tự mình làm lấy, chứ không phải đi làm thuê nữa. Đấy thì trong quá trình vài tháng lương dồn thì mình lấy đá. Đấy thì người ta cũng tạo điều kiện, người ta trả đá thay lương cho mình. Thì từ những cái viên đá nhỏ như thế là mình xây dựng, đi nhận các công trình bé. Đấy, dần dần vài năm nó vươn tới được là thành lập công ty. Thì trong quá trình thành lập công ty thì cũng có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương. Năm 2013 là thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng hạ tầng Tuấn Thành. Anh Sùng thì thực sự là anh có một cái gọi là cái sự cố gắng. Thứ nhất là nhìn nhận được mọi vấn đề. Thứ hai nữa là cái sự chịu khó và cố gắng của anh thì nhiều. Cái thứ ba nữa là sự giúp đỡ của từ công an huyện là đã tạo điều kiện là vay vốn, nhờ vì những cái số vốn đấy thì gọi là mình vẫn mới đi lên được. Chứ còn không phải tự nhiên mà có được để mà đi làm. Hiện nay sau 10 năm, từ ông chủ của một xưởng sản xuất chế tác đá ốp lát, anh Sùng giờ đã là một doanh nhân thành đạt,
giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng Tuấn Thành, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng đá ốp lát, san lấp mặt bằng và kinh doanh về dịch vụ nhà nghỉ. Công ty anh đã tạo ra việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động tại địa phương. Trường hợp của anh Trần Văn Sùng thì là một thanh niên mà trước đây cũng có cái lầm lỗi. Thì sau khi chấp hành các án phạt trở về địa phương, tác ăn cho cộng đồng, thì bằng cái nghị lực, bằng cái học tập được trong trại giam, thì anh ấy đã phát huy hết khả năng của mình, tái hòa nhập cộng đồng và có cái vươn lên trong cuộc sống. Thì anh ấy bây hiện nay là một chủ doanh nghiệp, một doanh nhân thành đạt của địa phương. Thứ hai là đối với doanh nghiệp thì tham gia hoạt động địa phương thì anh ấy đã tạo công ăn việc làm cho con em địa phương từ 15 đến 20 hoạt động thường xuyên với cái mức lương rất là ổn định từ 8 đến 12 triệu đồng. Thế con nó làm như vậy thì mình cũng mừng. Kiến tâm thì nói chung thì cũng không có. Tiền vốn của cháu nhiều ít thì tôi không biết, nhưng mà còn ví dụ trong xóm hay trong xã có cái công việc gì cái kêu gọi cái là cháu lại ủng hộ. Thế đọc trên loa đài thì mình cũng thấy là phấn khởi. Nhờ nỗ lực không ngừng, anh Sùng đã từng bước thành công. Anh còn vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Công an và giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về những đóng góp trong công tác giúp đỡ, hỗ trợ họ về vốn nhằm phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giúp ổn định cuộc sống, tránh xa tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đã từng có câu nói rằng nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lầm lớn, hãy luôn nhớ rằng còn có cơ hội khác cho bạn chuộc lỗi. Thất bại không phải là vấp ngã, mà là cứ nằm lì sau khi ngã. Điều đó rất đúng với anh Trần Văn Sùng. Sau những ngày tháng phải trả giá cho sai lầm thiếu hiểu biết về pháp luật thời trẻ, giờ đây sau rất nhiều những nỗ lực để bước qua quá khứ, anh Sùng hay doanh nhân Trần Văn Sùng đã trở thành một tấm gương trong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người lầm lỗi và đóng góp không nhỏ vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.